Hai cân cam thối. Ủa, cô Liên hôm nay dọn hàng sớm thế? Chị ạ, à, hồi sáng mẹ em bị cảm, em thu xếp về sớm còn lo cơm nước với thuốc men cho bà. Chết, bà bị cảm hả? Có nặng không em? Dạ, em đã mời bác sĩ đến khám nên mẹ em cũng đỡ rồi, nhưng cần phải nghỉ ngơi ít bữa. Thế à, em dọn nhanh còn về, có gì tối tôi qua thăm bà sau nha. Dạ. Lại hỏng rồi. Chết thật, trời nắng, cam hỏng nhiều quá, cứ thế này thì lỗ vốn mất. Ờ, cháu ơi, hết cam rồi à? Dạ, còn cô ạ, à, cháu đang dọn hàng nên cho vào trong này chứ không phải hết đâu ạ. À. Thế à, vậy thì cháu nhặt luôn cho cô 2 ký nghe. Dạ. Tại sao lại không nhỉ? Đang lúc không biết xử lý sao với chỗ cam hỏng này, mà bà khách kia nhìn cũng biết là khách vãng lai, đến đây mua một lần là cùng, tội gì? Mẹ ơi, nhà có khách à? Ờ, cô... À, con gái tôi về rồi đó. Ồ, là cháu à? Ờ, cháu chào cô. Ra cô là bạn của mẹ cháu. Ừ, nãy tôi gặp cháu ở chợ. Chị có con gái giỏi ghê ha. Bằng tuổi ấy đã biết buôn bán rồi. Chị cứ quá khen. Dạ, cháu xin phép vào chuẩn bị cơm. Cô ở đây ăn tối cùng mẹ con cháu nhé. À, đúng đây, chả mấy khi chị đến chơi, tiện thể ở lại ăn cơm luôn với mẹ con tôi. Thôi cảm ơn chị, tôi chỉ ngồi chơi với chị một lát rồi xin phép phải về, chứ còn bận nhiều việc lắm. Chết thật, mình không biết đây là bạn của mẹ, lại nhặt cho cô ấy toàn quả cam sắp hỏng. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà. Phải làm sao đây, nếu giờ mẹ bổ chỗ cam ấy ra mời khách thì... Chẳng biết mua gì thăm chị, tôi mua cân cam để chị bồi dưỡng. Mà thế nào lại vào mua đúng hàng cam của cháu nhà ngoài chợ chị ạ? À? Thế à, nó hay cất được hàng tươi ngon lắm. Ôi, cứ đà này thì sớm muộn chỗ cam kia cũng bị lộ mất. Phải làm sao bây giờ? Dạ cô, mẹ, con mới mua được một loại trà đặc biệt. Mời cô và mẹ uống thử. Ồ, thế à? Ôi, con xin lỗi, con vô ý quá. Để con dọn bàn rồi pha lại nước ạ. Còn sao thế, phải cẩn thận chứ. Thôi khỏi cần cháu à, cô ngồi với mẹ cháu một lúc rồi về thôi mà. Dạ, cô cứ ngồi chơi với mẹ cháu, hai người lâu không gặp, chắc cũng có nhiều chuyện muốn nói, cháu pha lại nhanh thôi ạ. À. Đúng đấy, chị cứ để cháu nó làm, uống chén nước đã, đi đâu mà vội. Tôi biết, nhưng đến thăm chị được thế này là mừng rồi, giờ tôi xin phép về kẻo muộn. Thôi chào chị và cháu nhé, bữa khác rảnh tôi lại qua. Dạ, cháu chào cô ạ. À. Nếu chị bận việc thì đành để khi khác vậy. Vâng, chị cố gắng nghỉ ngơi ăn uống cho mau khỏe nghe. Cam kia cứ mỗi ngày một cốc cũng tốt lắm chị ạ. À. Thôi, tôi về đây ạ. À. À, Liên à, tiện con vắt cho mẹ cốc nước cam cho đỡ háo nhé. Ôi! Liên, hôm nay con sao vậy? Cứ đổ vỡ liên tục à. Dạ, con... Liên, thế này là thế nào? Đây là cam con bán cho cô ấy ư? Toàn quá dập sắp thối hết cả thế này. Mẹ, con xin lỗi, con sai rồi. Con nghĩ cô ấy chỉ là khách lạ nên mới vậy. Không được, cho dù cô ấy là khách vãng lai thì con cũng không nên thế. Người ta có tin tưởng con thì mới không kiểm tra lại. Nếu như cô ấy không đến thăm mẹ mà thăm một người khác, thử hỏi với chỗ cam này thì cô ấy biết nhìn mặt người ta ra sao? Chẳng phải con đổ tiếng xấu cho cô ấy rồi không? Mẹ, con thật sự sai rồi mẹ ạ. À. Con xin lỗi, con đã sợ hãi suốt từ lúc về nhà đến giờ. Con hứa đây là lần đầu và cũng là lần cuối con dám làm như vậy ạ. À? Con nhớ đấy, làm ăn hay làm người đều phải trung thực và có tâm. Tuyệt đối không bao giờ được có ý nghĩ hành động gian dối như thế nữa, hiểu chưa? Dạ, vâng ạ. Kéo cày trả nợ. Ngày xưa, ở một làng quê nọ, vào năm hạn hán kéo dài, người người, nhà nhà lâm vào cảnh đói khát. Trong làng có nhà ông Chu Văn Địch, nghèo nhất làng, nhưng vốn tính tình ông rất hiền lành, nhân hậu, nên được làng trên xóm dưới, ai nấy đều yêu quý ông.
Chả biết có chịu nổi được qua cái đợt nắng nóng này nữa hay không. Hạn hán kéo dài, chả làm ăn được gì. Rồi thì đến chết đói cả lũ mất. Hay là mình lại chạy qua vay nhà phú ông ít quan tiền đi vậy. Hay trời ơi, không có được. Người ta đã giúp mình nhiều lần rồi, cứ hở ra lại chạy qua vay mượn. Tôi ngại lắm, không có đi đâu. Ông không thương cái thân mình thì cũng phải thương lấy các con chứ. Nhìn mấy đụng con nhà mình đi, đứa thì ốm, đứa thì đói. Ông nỡ nào để chúng chết đói, chết khát hàng sao. Ông xem, mình là người tử tế, có vay có trả đàng hoàng, có lần nào mình lỡ hẹn người ta đâu. Có thế phú ông mới tin cậy mà cho mình vay chứ. Ông bỏ bớt lòng tự trọng xuống mà nghĩ cho các con đi được không? Thôi được, để tôi tính thử xem. Ai đấy? Là tôi, Văn Địch đây ạ. Ông Văn Địch đấy phỏng, trưa nắng thế này có chuyện gì sao? Gấp gáp nên mới sang cả trưa thế này, mong ông bỏ qua cho. Nào, tôi đã đi ngủ trưa đâu, ông vào nhà uống ngụm nước đã. Dạ thôi. Kìa, có chuyện gì sao? Thật tình tôi tính vay ông ít quan tiền để đồng gạo cho lũ nhỏ. Ra vậy thì cứ hẳn vào đây đã nào, nắng nóng thế này cơ mà. Đúng là vay mượn ông nhiều lần tôi cũng ngại lắm, nhưng mà hiệp nói đợt này hạn hán lâu quá, nhà chẳng còn thứ gì cả. Qua cái đợt này rồi đến vụ mùa sau, thời tiết thuận hòa hơn, tôi sẽ trả đủ cả gốc lẫn lời cho ông. Ôi trời ơi, cái nhà bác này, nào đã có lần nào tôi từ chối bác đâu mà bác phải e ngại như vậy. Chẳng may, ít lâu sau đó, Văn Địch ngã bệnh nặng. Tôi mỏng nên đành chấp nhận. Chỉ có điều tôi vẫn băn khoăn ấy nay về món nợ chưa trả được cho nhà phú ông. Ông ấy tốt với mình, mình không thể. Con hứa sẽ cố gắng trả nợ cho cha mà. Cha ơi, cha. Không, không được. Nợ cha để cha gánh, kiếp này không trả được thì kiếp sau nguyện làm trâu kéo cày trả nợ. Các con không phải lo. Người kia, đã đến giờ rồi mà sao linh hồn của ngươi vẫn chưa chịu siêu thoát? Ngươi lại muốn bị trừng phạt sao? Không phải, tôi cố ý chống lại mà là tôi. Ngươi còn vướng bận điều gì? Dạ thưa, chả là khi còn trên dương thế tôi bắt nợ một người. Nhưng giờ ngươi làm sao còn có cơ hội mà trả nợ được nữa. Thôi, việc đó cứ để vợ con ngươi lo. Mau đi theo ta. Tôi nghe nói người chết vẫn có thể đầu thai trở lại. Hay là xin ngài. Tôi không cần đầu thai làm người, tôi xin đầu thai thành kiếp trâu bò cũng được. Biển sao có thể trả nợ được cho phú ông. Nếu không, tôi không yên lòng đâu. Thôi được, để ngươi là người có trước có sau, ta sẽ cho ngươi đầu thai.
thai thành con trâu nhà phú ông để trả nợ. Như là hết nợ thì phải trở về đây ngay. Dạ bẩm ông, con trâu cái nhà ta vừa đẻ rồi ạ. Hả? Thế hả? À, vâng, ông ra mà xem. Hả? À, con nghe này kỳ lạ quá ông ơi. Tự nhiên lớn phỏng lên thành con trâu béo tốt quá. Bẩm ông, sao trên người con trâu này lại có hình chữ Văn Địch? Chẳng phải trùng tên với ông Văn Địch mới chết ở làng ta sao? Chết thật, ông Địch đang yên lành tự dưng lăn ra chết thế này. Vợ dạy con thơ của ông ta thì làm sao mà trả nợ được. Ông đừng lo, kiếp này không trả được, kiếp sau tôi sẽ làm trâu kéo cày trả nợ cho ông. Chẳng nhẽ là thật. Từ ngày có con trâu Văn Địch to gấp 3-4 lần so với con trâu thường, ngày ngày chăm chỉ cày bừa nên mấy năm liên tục phú ông đều trúng mùa to, thóc lúa đầy nhà. Văn Địch, cày đi. Cái gì? Sao lại lấy tên cha của mình mà đặt cho con vật như thế chứ? Nè, cái nhà phú ông kia, sao lại lấy tên cha tôi mà đặt tên cho con trâu hả? Anh nhìn con trâu này đi, từ lúc mới đẻ nó đã có hai chữ Văn Địch trên lưng rồi. Không gọi đúng tên ấy, nó không chịu cày đâu. Nghe nói kiếp trước nó mắc nợ ông chủ nhà tôi chưa trả được, nên kiếp này phải trả nợ đó. Nợ để cha gánh, kiếp này không trả được thì kiếp sau nguyện làm trâu kéo cày trả nợ. Cha ơi, sao số cha đến chết rồi mà vẫn khổ thế này chứ? Dạ bẩm ông, vừa nghe con tôi kể lại, nhà ông có con trâu tên là Văn Địch. Mẹ con tôi xót thương vô cùng, dù đói rách thế nào chúng tôi cũng xin được mua lại con trâu đó. Mong ông thương tình bán lại cho chúng tôi. Thật tình có điều này mà tôi chưa kể cho ai. Từ ngày có con trâu ấy, nó giúp cho nhà ta rất nhiều. Ta cũng coi như nợ của Văn Địch đã trả xong rồi. Đây là giấy nợ xưa ông Văn Địch ký. Này tôi trả lại cho mẹ con nhà chị. Còn con trâu kia, tôi cho không nhà chị đấy. Cứ dắt nó về đi. Vợ con Văn Địch đưa trâu về nhà và lập đàn cúng gia. Vậy là con trâu đã trọn một kiếp kéo cày trả nợ, nên cũng đến lúc linh hồn Văn Địch được giải thoát thanh thản bay về miền cực lạc. Con chim vàng. Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, nhà vua có một cây táo độc nhất vô nhị, cho ra toàn trái bằng vàng. Mỗi ngày, người làm vườn phải đếm số táo trên cây để báo cáo với nhà vua. Một hôm, tâu bệ hạ, ngày nào thần cũng đếm rất kỹ càng, nhưng hôm nay vẫn bị mất thêm một quả táo nữa ạ. Không thể tha thứ cho tên trộm, mau truyền lệnh phải canh cây táo hàng đêm cho ta. Không thể tin được cái bọn tồi tơ này, phải bảo con trai cả của ta đến canh mới được. Chỉ có nó mới khiến ta tin tưởng. Con trai ta chỉ có thể tin tưởng ở con. Hãy đi canh giữ cây táo vàng cho ta ngay đêm nay. Vâng, thưa cha. Buồn ngủ quá, khuya thế này rồi mà có thấy động tĩnh gì đâu chứ. Hay ta cứ đánh một giấc đã, có động tĩnh khắc sẽ biết thôi mà. Vâng mệnh đức vua, hoàng tử cả đến canh cây táo vàng. Thế nhưng tới khuya, hoàng tử không sao cưỡng lại được cơn buồn ngủ, nên chàng đã thiếp đi lúc nào chẳng hay. Sáng hôm sau chàng tỉnh dậy lại thấy thiếu mất một quả táo. Lần này xin cha hãy để con đi,
nhất định con sẽ tìm ra kẻ trộm táo vàng cho người. Anh con còn không làm được thì con làm sao mà làm được đây? Xin cha cứ tin tưởng ở con ạ. Cho con đi lần này đi. Hả? Một con chim vàng? Thì ra thủ phạm chính là nó. Chiếc lông vàng này còn quý hơn cả một vương quốc. Nếu chiếc lông chim quý như vậy, thì trẫm không những muốn có một chiếc, mà muốn có cả con chim. Ai sẽ là người muốn làm việc này? Dạ con thưa cha, con sẽ mang cả con chim vàng về đây cho người ngay lập tức. Lần này chắc chắn con làm được. Người hãy để con đi. Vậy thì con hãy lên đường ngay đi. Xin hoàng tử đừng bắn tôi. Tôi biết cậu đang làm gì, và tôi sẽ cho cậu lời khuyên hữu ích trên đường đi tìm con chim vàng. Thì sao chứ? Mày thì biết cái gì cơ chứ? Đừng có giả vờ đùa giỡn với ta. Chẳng những không tin lời cáo, hoàng tử cả còn dương cung bắn cáo. Nhưng mũi tên nôn nóng của chàng đã trượt đi, không trúng được người cáo. Cáo thoát được, chạy vụt vào rừng. Đằng nào cũng còn lâu mới tìm được đến chỗ con chim vàng, chi bằng cứ dừng chân ghé vào quán trọ kia dự yến tiệc đã, rồi hẳn đi cũng chưa muộn. Cha cha, vui quá. Hãy ở lại đây chơi vài hôm đã, tội gì phải vội vàng vất vả ra. Thế là hoàng tử cả mãi mê ăn uống và say sưa dự yến tiệc, quên hết nhiệm vụ của vua cha giao cho. Thời gian trôi qua mà chẳng thấy hoàng tử cả trở về. Hoàng tử Út đành phải lên đường đi tìm con chim vàng cho vua cha. Ôi, chú mày có sao không? Xem chừng vết thương không có nhẹ đâu. Tội nghiệp chú mày quá. Cứ yên tâm đi, ta sẽ không hại mày đâu. Anh sẽ không phải hối hận vì điều đó. Đợi tôi khỏi, anh hãy cưỡi tôi mà đi cho nhanh tới nơi anh cần đến. Hả? Người biết ta đang muốn đi đâu ư? Tôi biết. Tôi còn biết anh trai anh đang ham mê chơi bời ở yến tiệc của một nhà trọ sang trọng rồi, và chẳng nhớ tới nhiệm vụ của cha anh giao đâu. Tôi sẽ chỉ cho anh đúng con đường đến chỗ con chim vàng. Khá lắm, con chim vàng của ta, khá lắm. Chim vàng của ta, chim vàng của ta. Có mì trong tay, ta sẽ lấy được toàn bộ những quả táo vàng ở đó. Mì còn phải làm nhiệm vụ đi lấy về tất cả những thứ quý báu nhất trên đời này về cho ta. Ta là bá chủ của mọi thứ quý giá trên đời này. Thì ra chính tên vua tham lam này đã sai khiến con chim vàng làm mọi điều xấu xa để thỏa mãn cơn cuồng tham của hắn. Mì mãi thuộc về ta, không thể nào bay đi đâu được đâu. Nên đừng có mơ tưởng thoát thân. Trừ phi có kẻ giúp mì rời được ngọn đồi che khuất tầm nhìn từ cửa sổ đằng kia của ta. Đó là lời quyền mà ta đã dày công tạo nên, làm sức mạnh vô hình đè nặng lên đôi cánh của mì. Mì chỉ có thể bay đi bất cứ đâu theo chỉ đạo của ta mà thôi. Mình cần phải giải thoát cho chú chim tội nghiệp đó. Biết được âm mưu của nhà vua, hoàng tử Út quyết định dùng sức của mình để rời ngọn núi, mong giải thoát cho chú chim vàng tội nghiệp. Nhưng ngọn núi quá lớn, đào mãi mà cũng chẳng thấm vào đâu. Đang lúc tuyệt vọng thì... Chàng là người tốt, vì vậy tôi vẫn luôn theo chân chàng. Ngọn đồi kia sức chàng sẽ chẳng rời nổi. Vậy chàng hãy nghỉ đi để tôi giúp chàng. Giờ ta sẽ thả chim vàng đi, mi sẽ được trở về với bầu trời tự do của mi, thoát khỏi bàn tay của những đức vua tham lam, trong đó có cả vua cha của ta. Kẻ nào dám to gan phá được lời nguyền của ta? Cảm tấm lòng của hoàng tử Út, chim vàng đã tự nguyện theo hoàng tử Út trở về vương quốc của chàng. Bất ngờ thay, trên đường trở về, hoàng tử Út và chim vàng lại bắt gặp người anh trai của chàng đang bị dân làng của một ngôi làng đuổi đánh ra khỏi làng. Cả hai anh em mừng mừng tủi tủi dắt nhau trở về cung. Giờ ta hãy ngồi nghỉ bên bờ sông này một chút đi. Vâng, vậy thì nghỉ một chút cho đỡ mỏi rồi chúng ta đi tiếp. Hoàng tử Út vui vẻ ngồi bên bờ sông hóng mát và nghỉ ngơi. Nhưng thật không ngờ đó lại là âm mưu của người anh xấu xa,
anh ta đã xô hoàng tử Úc rơi xuống sông, rồi vội vàng mang con chim vàng trở về nộp cho vua cha. Thưa cha, cuối cùng sau bao tháng ngày vất vả, con cũng đã tìm được và mang con chim vàng về đây cho cha ạ. Con giỏi lắm. Nhưng còn em con, từ khi nó rời đi đến nay chưa từng có tung tích gì cả. Hay là trên đường đi em con đã gặp bất trắc nào rồi thưa cha? Đúng vậy thưa cha, con đã bị chính anh con đẩy rơi xuống sông để chiếm công mang chim vàng về cho cha. Bởi vậy mà chim vàng chẳng thể hót được. Xin cha tha mạng, con chỉ vì một chút lòng tham vô độ mà hành động thiếu suy nghĩ. Có được chim vàng quý trong tay, nhưng đức vua lại thất vọng, đau buồn vô cùng, vì ngài nhận ra chính lòng tham của mình đã vô tình đẩy người con trai lớn trở nên vô tình, vô nghĩa. Ngài quyết định thả tự do cho chú chim vàng và quyết định nhường ngôi cho người con vô cùng xứng đáng của mình là hoàng tử Úc. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!